Tottenham đang có phong độ đầy hứng khởi khi đánh bại Man City tại Cúp Liên đoàn Anh và vùi dập Aston Villa tại Ngoại hạng Anh ở hai lượt trận gần nhất. Tuy nhiên, ở lượt trận tại Cúp C2 châu Âu diễn ra đêm nay, Tottenham không được giới mộ điệu đặt quá nhiều kỳ vọng giành điểm. Dễ hiểu với lo lắng kể trên bởi đây là trận đấu họ chơi trên sân khách. Nên nhớ, gà trống không phải đội bóng đáng tin khi thi đấu xa nhà ở thời điểm hiện tại. Bằng chứng, Tottenham để thua cả hai trận sân khách gần nhất. Đêm nay, Tottenham phải làm khách tại sào huyệt Rem Park của Galatasaray và đây là chuyến đi lành ít dữ nhiều. Nếu tính tại châu Âu trong 2 tháng trở lại đây, Galatasaray là đội bóng để lại nhiều ấn tượng. Cụ thể, họ bất bại 11 trận đấu đã đá kể từ tháng 9 cho tới nay tháng 10 và hòa 1 lần. Với đội hình nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm như Sanchez, Torreira, Batshuayi, Icardi và Osimhen, Galatasaray đủ tự tin đánh bại Tottenham. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 0-0, Galatasaray là đội bóng có thể tin, tưởng khi thắng kèo tới 7 trong số 11 trận đấu vừa rồi. Tottenham thua kèo tới 5 trên 7 trận sân khách mùa này và khiến người hâm mộ dè chừng. Chọn Galatasaray. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 3-1/4, 3 trong số 4 trận đấu mới đây của Galatasaray có không quá 3 bàn thắng được ghi mỗi trận và về xỉu 3-1/4. Đây cũng là kết quả 3 trên 4 trận đấu gần nhất của Tottenham. Chọn xỉu.